vị, chúng ta đến với trò chơi cuối cùng của đêm nay. Trò chơi này có tên là Ai Là Ai. Ở trò này thì Thiên Hương, em sẽ được chọn một trong 6 người bạn của mình là người hỗ trợ cho em. Em sẽ ngồi trên chiếc ghế này, người được chọn sẽ đứng ở vị trí đối diện em. Họ sẽ nhìn lên trên màn hình, trên đó sẽ hiển thị tên của người nổi tiếng. Có thể là nhiều lĩnh vực khác nhau, có khi là ca sĩ, có khi là diễn viên, có khi là cầu thủ bóng đá, một vận động viên thể thao nào đó. Và một cái tên mà em đoán chính xác theo cái sự gợi ý của người bạn mình á, thì em sẽ mang về cho mình và đội mình 3 triệu đồng. Nhớ nha. Bây giờ em muốn chọn ai? Thi Dân nè. Bà ngoại kìa, bà ngoại kìa. Trời ơi. Minh Xù đi. Hả? Minh Xù. Người được chọn. Anh Minh Xù biết nhiều lắm, anh Minh Xù biết nhiều người lắm. Được. Chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Nữ ca sĩ hát bài Em Gái Mưa. Hương Tràm. Chính xác. Hát bài Phía Sau Một Cô Gái. Ca sĩ Phía Sau Một Cô Gái. Xu Binh Hoài Sơn. Chính xác. Nghệ sĩ này là chủ của sân khấu. Yes. Rồi, ok. Sáng tác bài Vết Mưa. Nhạc sĩ sáng tác bài Vết Mưa. Vũ Cát Tường. Đúng. Nữ vận động viên bơi lội. Không biết không. Rồi qua luôn. Bồ của Đông Nhi. Ông Cao Thắng. Giỏi. MC của Ơn Giời Cậu Đây Rồi. MC của Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Không. MC của Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Sau mùa đông là mùa gì? Xuân Bắc. Đúng. Cầu thủ bồ của Hòa Minh Sư hồi xưa. Bồ của Hòa Minh Sư hồi xưa. Công Phượng. Đúng. Hay là em của ngày hôm qua ca sĩ Sơn Tùng. Dạ. Chưa. Rồi. Nữ ca sĩ. Hết giờ. Đây cũng dễ hiểu. Đa số là các bạn đoán đúng tên của những ca sĩ là nhiều, là bởi vì công việc của mình gần gũi với những người đó, cho nên là cũng dễ diễn tả và cũng dễ đoán. 8 tên người nổi tiếng đã được đoán đúng, mang về cho mình 24 triệu đồng. Thật tuyệt vời. Thưa quý vị khán giả, Đêm Tiệc Cùng Sao đêm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả những người bạn đồng nghiệp của anh. Cảm ơn các chàng trai, những cô gái xinh đẹp, ca sĩ Hồng Gấm và ban nhạc Cùng Sao. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau 20 giờ thứ Bảy trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện. Xin chào tạm biệt.